nhiều học sinh và phụ huynh đang đắn đo cân nhắc giữa những sự lựa chọn. Tình trạng vẽ phu sơn quảng cáo, tên miền trang web cá độ, cờ bạc trái phép đang xuất hiện tràn lan trên nhiều tuyến phố nơi công cộng tại thủ đô trong mùa cao điểm Euro 2024. Công đảng đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử tại Anh và sẽ lên nắm quyền thay thế đảng bảo thủ của Thủ tướng Rishi Sunak. Thưa quý vị, từ ngày mai 6 tháng 7, thí sinh sẽ có 5 ngày để thực hành đăng ký các nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước khi thực hiện đăng ký chính thức. Thí sinh dùng tài khoản đã đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông để đăng ký thử nghiệm tại địa chỉ website thí sinh.th.totnghiệpchunghocphothong.edu.vn. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết thí sinh có thể thực hành các bước đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2024 trừ bước nộp lệ phí tuyển sinh trong thời gian từ ngày 6 cho đến ngày 10 tháng 7. Sau thời gian trên, toàn bộ thông tin thực hành của thí sinh sẽ bị xóa để chuẩn bị cho đợt đăng ký chính thức từ ngày 18 cho đến ngày 30 tháng 7. Và theo quy định thì tất cả các thí sinh đều phải tham gia đăng ký xét tuyển trên hệ thống, kể cả thí sinh đã xét trúng tuyển sớm ở các cơ sở đào tạo. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa có báo cáo chính thức về sự cố bài thi của 22 học sinh tốt nghiệp bị giám thị ký nhầm và hướng xử lý cụ thể. Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm với hai cán bộ coi thi môn ngữ văn tại phòng thi 2500, trưởng phó điểm thi trường trung học phổ thông Nguyễn Du. Đối với 22 thí sinh trong phòng thi, ban chỉ đạo cũng yêu cầu thành lập tổ phân tích kết quả bài làm môn ngữ văn, đánh giá ảnh hưởng của sự cố đối với thí sinh tại phòng thi này, đề xuất giải pháp xử lý hợp lý, hợp tình trên cơ sở đảm bảo tối đa quyền lợi cho các thí sinh. Vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vừa qua tại phòng thi 2500 ở điểm trường trung học phổ thông Nguyễn Du, sau khi làm bài được 10 phút, cán bộ coi thi phát hiện việc ký nhầm nên đã phát tờ giấy mới để các thí sinh chép bài đã làm sang. Có thí sinh chép lại, có thí sinh làm bài tiếp, tâm lý làm bài bị ảnh hưởng vì sự cố này. Còn về kỳ thi lớp 10 công lập, lần đầu tiên Thành phố Hồ Chí Minh quyết định thực hiện đợt xét tuyển bổ sung. Đối tượng được tham gia đăng ký xét tuyển ở đợt bổ sung này là những thí sinh không trúng tuyển cả 3 nguyện vọng ở đợt tuyển chính thức trước đó. Đồng thời, tổng điểm xét tuyển phải bằng hoặc cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 3 của trường muốn dự tuyển và chỉ được đăng ký vào một trường. Đợt tuyển bổ sung cũng chỉ tuyển được thêm khoảng 1.000 chỉ tiêu. Trong khoảng 98.000 thí sinh dự thi lớp 10 công lập của thành phố vừa qua, có hơn 20.000 em không. Còn các thí sinh trúng tuyển vào lớp 10 đã làm thủ tục nhập học vào các trường công lập tại Hà Nội. Từ 13:30 chiều ngày hôm nay thì không khí tại các trường trung học phổ thông ở thủ đô đã vô cùng náo nhiệt rồi. Mặc dù là có thể đăng ký xác nhận nhập học vào lớp 10 công lập bằng hình thức trực tuyến, nhưng mà nhiều gia đình vẫn đưa con tới trường để làm thủ tục trực tiếp để không xảy ra sự cố nào cả. Tất cả các học sinh lớp 9 bước sang một giai đoạn mới. Dù các em đỗ vào trường trung học phổ thông công lập, học tư thục, thậm chí là dễ sang học trường nghề thì đều đã đưa ra những quyết định quan trọng trong giai đoạn học hành tới của mình. Đặt bút lựa chọn nguyện vọng tổ hợp của ngày hôm nay, quyết định đó sẽ theo các em trong suốt 3 năm học ở bậc phổ thông, cũng là tiền đề để định hướng chọn nghề trong tương lai tới. Từ năm 2025 thì thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ có 4 môn, 2 môn bắt buộc và 2 môn lựa chọn. Cho nên ngay từ lúc này, các bậc phụ huynh cũng như học sinh đang rất đắn đo và cân nhắc lựa chọn tổ hợp môn học của mình. Thi toán văn, xong rồi, nhưng con chỉ quan trọng cái phần đi thi thôi. Đấy, địa lý, giáo dục, kinh tế. Bây giờ chọn là nguyện vọng 1 là xã hội 1. Thế bây giờ để muốn tích đây là bắt buộc phải tích 2 nguyện vọng. Thế bây giờ cứ băn khoăn cái nguyện vọng thứ 2, không chưa biết chọn cái nào đấy. Chọn xã hội 2 là như nào? Nếu mà giả sử không vào được tổ xã hội 1 thì mấy môn khác cũng khó. Nguyện vọng 1 là em chọn là bởi vì nó có tin học, là vì em rất là thích máy tính, em chọn. Còn nguyện vọng 2 của em thì em chọn bừa. Các trường đã đưa ra nhiều tổ hợp cho học sinh tham khảo lựa chọn. Hôm nay, theo dự kiến, có khoảng hơn 81.000 thí sinh Hà Nội sẽ phải hoàn thành thủ tục nhập học vào 177 trường công lập. Để mà lựa chọn được cái nhóm môn phù hợp thì thứ nhất là nó phải phù hợp với khả năng học của các con. Và thứ hai là nó lựa chọn cũng phải phù hợp với định hướng mà lựa chọn nghề nghiệp của các con sau này. Thế thì phụ huynh cũng hỏi rất là nhiều. Rồi là định hướng các con là muốn, nếu như con muốn thi vào ngành nghề công nghệ thông tin hay là ngành kỹ thuật thì các con sẽ nên lựa chọn những tổ hợp môn nào. Cùng với đó, hệ thống trường tư thục và trường nghề cũng đang hoàn thiện các công đoạn để đón học sinh. Trong đó, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên và Hệ thống Trường nghề tại Hà Nội sẽ nhận khoảng 22.000 thí sinh. Nhiều gia đình đã chủ động học nghề ngay từ đầu.
thì chúng tôi đang tiếp nhận khoảng hơn 5.000 hồ sơ. Và hiện nay thì chúng tôi đang tiến hành xét tuyển và chúng tôi sẽ xét tuyển 2 trong tổ hợp 5 môn. Hiện nay thì chúng tôi vẫn đang tiến hành xét các cái phần điểm này và chúng tôi sẽ công bố trong phần giữa tháng 7 này. Với phương châm đó là học nhanh làm sớm thì các bạn sinh viên ở đây sau 3 năm thì có thể tốt nghiệp chương trình cao đẳng và có thể tham gia thị trường lao động rất là sớm. Nếu mà sau khi tốt nghiệp các cái trường nghề này mà có được thu nhập tốt, đấy, có thể là tương đương như là học với các cái ngành nghề mà trung học phổ thông sau đó đi học đại học, thì rõ ràng là học sinh cũng như phụ huynh sẽ lựa chọn. Đây là cái cách mà rất nhiều cái quốc gia hiện nay đang làm, mà họ sẽ không phải tuyên truyền nhiều, mà khi mà nhìn vào cái mức thu nhập thì tự nhiên xã hội sẽ có cái sự chuyển dịch. Lựa chọn con đường nào thì đích đến vẫn là nghề nghiệp vững chắc trong tương lai. Điều đó còn phụ thuộc vào nỗ lực trau dồi của mỗi học sinh. Thí sinh ở Hà Nội sẽ có 2 ngày nhập học và nộp hồ sơ vào hệ thống trường công lập. Dự kiến ngày 10 tháng 7 sẽ xét chỉ tiêu bổ sung. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 8, căn hộ loại nhà ở chung cư mini được cấp giấy chứng nhận sổ hồng theo pháp luật về đất đai, được bán cho thuê mua, cho thuê quy định tại luật nhà ở 2023. Luật quy định chi tiết về phát triển nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ của cá nhân để bán cho thuê mua, cho thuê, hay thường được gọi là chung cư mini. Để được cấp sổ hồng loại hình nhà này, phải tuân thủ các quy định đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ của cá nhân theo quy định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, đáp ứng yêu cầu về phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy, đáp ứng điều kiện theo quy định của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh về đường giao thông để phương tiện chữa cháy thực hiện nhiệm vụ chữa cháy. Thông tin về vụ cô gái trẻ bị bắn tử vong ở quận Long Biên cách đây 2 ngày. Một nghi phạm bị lực lượng công an thành phố Hà Nội bắt khi đang ở tuyến giao thông thuộc tỉnh Hà Nam. Hiện đối tượng đã được di lý về Hà Nội để phục vụ cho điều tra, đồng thời tiếp tục truy bắt những nghi phạm còn lại. Trước đó, vào sáng ngày 3 tháng 7 vừa qua, khi đi dự sinh nhật, cô gái này đã bị một thanh niên dùng súng bắn dẫn tới tử vong. Tình trạng phân lô bán nền trái phép ở thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đang là vấn đề được dư luận đặc biệt quan tâm. Nổi cộm nhất là vụ việc của công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư và phát triển LHD. Gần 2.000 nền nhà trên đất nông nghiệp, đất rừng đã được công ty này giao bán thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng. Người dân xã Cửa Cạn, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang gọi đây là khu dân cư K8. Từ năm 2021, công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư và phát triển LHD đã rao bán nhiều nền nhà ở khu vực này. Chẳng ai ngờ, phía dưới mặt đất là những thân cây như thế này. Những cái thân cây này trước đây thuộc vườn quốc gia Phú Quốc, nó có nhiệm vụ bảo vệ môi trường thiên nhiên cho người dân ở đảo. Thế nhưng nó đã bị những cái đối tượng phân lô, bán nền, dùng xe cơ giới, vùi lấp ở phía dưới. Thời điểm này, xe cơ giới đã không còn, nhưng những gì còn lại đã là bằng chứng. Đồi đã bị bạc, những vạt rừng đã bị đào xới nhằm tạo mặt bằng. Thông tin từ công an thành phố Phú Quốc, công ty LHD có đến 2 khu dân cư với gần 2.000 nền nhà. Một khu ở xã Cửa Dương, khu còn lại ở xã Cửa Cạn. Nhiều lắm, nhiều mình nắm không nổi đâu. Bởi vì cái đất trong giấy thì nó ít, mà đất ngoài giấy thì nó nhiều. Còn ở bên sau hè đó nữa, em qua bên đó, khu đó cũng bùng bên biển bên đó. Rồi sau lưng này một khu nữa nè. Khu này cũng làm cũng lớn lắm, lớn ở bên đó cũng có nhà cửa đâu gì hết trơn. Để có số lượng nền nhà khổng lồ này, công ty LHD đã cho người đến thỏa thuận thu mua đất của người dân với giá cao. Bà con ở xã Cửa Cạn cho biết, bất kể đất nông nghiệp, đất trồng cây lâu năm, đất rừng, công ty sẽ nhanh chóng đặt cọc nếu người dân đồng ý bán. Thì nó mua một công 1 tỷ có, 1 tỷ 2, tỷ 3 có. Có ví dụ mà em 5 công đi, mà có 2 công ngoài có giấy, còn 3 công ngoài không có giấy nó cũng vẫn mua luôn. Rồi nó gộp vô nó mua chung công tỷ vậy. Thì nó lại đây nó thỏa thuận với bà con, nó nói đất bà con có thì nó mua một công 1 tỷ, tỷ ngoài 2 tỷ gì đó thì nó phải nó mua vậy đó, bà con ta bán. Đặt cọc được mảnh đất nào, công ty LHD sẽ cho xe cơ giới vào sàn lấp, làm đường, kéo điện. Mỗi nền, công ty sẽ bán cho người mua với giá từ 300 đến 500 triệu đồng. Để tăng số lượng nền, công ty này còn phá luôn cây rừng, lắp luôn những con suối trong vườn quốc gia. Hậu quả là những vạt rừng xanh mướt dần bị thay thế bằng những khu dân cư nhếch nhác.
Cá độ bóng đá là vấn nạn nhức nhối gây nhiều hệ lụy nguy hiểm cho xã hội nhưng chưa bao giờ là nguội cả, đặc biệt trở thành vấn đề nóng mỗi khi mà các sự kiện thể thao lớn diễn ra. Bước vào mùa cao điểm Euro 2024, tình trạng vẽ, phun sơn quảng cáo tên miền, các trang web cá độ, cờ bạc trái phép xuất hiện tràn lan trên nhiều tuyến phố và nơi công cộng. Không chỉ gây mất mỹ quan, thực trạng này còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, mất trật tự xã hội và gia tăng tội phạm. Thời gian gần đây, nhiều căn nhà, những bức tường đẹp đẽ trở nên xấu xí lộn xộn chỉ sau một đêm ngủ dậy. Tất cả đều nhem nhuốc vết sơn xanh đỏ, với những nội dung các trang web cá độ, đá bóng, cờ bạc được chào mời một cách hấp dẫn. Trong tích tắc thôi, nó đã in sẵn ở trong cái bản đấy rồi. Trong nó đập vào tường cái là nó đi luôn. Phát thưởng đây là 1.000 tỷ đồng. Ai người ta cho mình phát thưởng 1.000 tỷ đồng. Em cứ đi thẳng từ đây lên cửa chùa toàn thế này. Như từ nãy giờ là nó phải in được bao nhiêu cái. Đa phần các con ngõ tại đường Quan Hoa đều chịu chung một cảnh tương tự. Các đối tượng xịt sơn, quảng cáo công khai, thậm chí ngay trước cửa nhà, nơi dễ nhìn thấy và bắt mắt nhất. In thì buổi tối ai biết là gì. 2-3 giờ sáng nó đi in cả làng. Ai đánh thì được 1 tỷ, lấy tiền ngay được đấy. Sướng không? Nó lừa đấy cháu ạ. Không chỉ tường nhà, mà ngay cả những khu vực công cộng, thậm chí cả danh thắng văn hóa đều bị lén lút sơn vẽ. Trước đó, tại khu di tích lịch sử Đình Chèm, tất cả những chiếc ghế đá đều bị bôi bẩn ngay trong đêm. Cơ quan chức năng chúng tôi cũng sẽ đề xuất và yêu cầu lực lượng công an sẽ vào cuộc để tìm ra đối tượng mà in những cái trang web này. Những đối tượng thường chọn những nơi đông dân cư, tấp nập người qua lại hoặc ngã ba ngã tư gần các công viên, nhà văn hóa để thực hiện hành vi phun sơn quảng cáo trái phép. Nay sơn lại, mai lại có ngay quảng cáo khác. Chỗ nào có ghế là chúng nó vẽ. Đấy, cứ xóa xong cái ngày mai, xóa xong cái ngày kia nó lại kín luôn. Này, cái ghế đẹp bên này mà lại cứ vẽ này. Thỉnh thoảng nó hết, nó nhòa đi, cái đấy người ta lại vẽ. Ở trên đường hoặc là ở trên những cái biển quảng cáo đều cũng có. Một là cá cược bóng đá hoặc là những cái trang đánh bài, casino. Người mới nghe nó rất là hoành tráng, đã là cá cược thì không đẹp. Bằng nhiều hình thức thủ đoạn quảng cáo tinh vi, đã lôi kéo rủ rê nhiều người tham gia cá cược, đầu tư kiếm lời. Ảnh hưởng tiêu cực đến gia đình và xã hội, gây khó khăn cho cơ quan chức năng để điều tra truy vết. Nếu xem là quảng cáo, vi phạm luật quảng cáo thì cũng đúng. Tuy nhiên là cần phải xem xét dưới góc độ là đồng phạm với hành vi tổ chức đánh bạc. Đối với những người thực hiện hành vi đánh bạc hay là những cái đầu nậu ở trong những cái chi nhánh bắt buộc họ phải có đại lý ở Việt Nam thì số tiền đấy mới được gom lại và chuyển đi nước ngoài. Cơ quan chức năng cũng hoàn toàn có căn cứ để có thể xử lý. Từ đầu mùa giải Euro 2024 đến nay, các lực lượng chức năng trên cả nước liên tục triệt phá nhiều đường dây cá độ quy mô lớn, với số tiền giao dịch lên tới cả 100 tỷ đồng. Trái bóng lăn trên sân cỏ đấu trường Euro 2024 chỉ thực sự là ngày hội thể thao và không méo mó khi không bị lợi dụng bởi những chiêu trò cá độ trục lợi. Bên ban vận động hiến tạng vừa nhận được thông tin là có một bệnh nhân nam 2004 chẩn đoán là chấn thương sọ não nặng và là thuộc bệnh nhân tiềm năng chết não hiến tạng. Chúng tôi đã đánh giá một số những cái phản xạ thì hiện tại là những cái phản xạ cơ bản của bệnh nhân đã mất. Thì với trường hợp này thì cái tiên lượng là bệnh nhân có thể sẽ tiến triển nặng hơn và có thể tiến đến là chết não. Vận động hiến tạng là một hoạt động âm thầm, mất nhiều thời gian và được làm với cái tâm. Với thiếu tá Nguyễn Thị Thùy Linh, công tác vận động hiến tạng vừa là công việc, vừa là trách nhiệm trước những sinh mạng. Nhiều bạn trẻ đăng ký hiến tạng, tuy nhiên là gặp trường hợp rủi ro, gia đình người ta không đồng ý thì chúng tôi cũng không thể tiến hành được. Người ta không hiểu nào là chết não, người ta vì nhiều khi chết não người ta vẫn nghĩ là chưa chết. Chúng tôi rất mong muốn là có những cái hành lang pháp lý để cái quy trình vận động hiến tạng nó đảm bảo tốt nhất được cái lợi ích cho người bệnh, cho người hiến, cũng như là đảm bảo về pháp lý cho nhân viên y tế trong quá trình thực hiện. Xác định được tầm quan trọng của công tác vận động hiến tạng, hơn 60 bệnh viện trên cả nước đã thành lập ban vận động hiến tạng. Sự lan tỏa này đã có thêm nguồn tạng hiến từ nỗ lực của các nhân viên y tế trong vận động hiến tạng. Nếu như trước đây chỉ có khoảng 10 trường hợp hiến tạng từ người cho chết não, thì mới hơn 6 tháng đã có 15 trường hợp. Ghép tạng từ người cho chết não ấy, thì cái chi phí giảm rất là nhiều và đặc biệt nó còn có ý nghĩa nhân văn.
thì cái cuộc vận động hiến tạng thành phong trào lan tỏa thì tôi thấy là cơ hội cho các cái bệnh nhân mà không may bị các bệnh mà gây suy tạng không hồi phục có những cơ hội được kéo dài sự sống. Thay đổi nhận thức và giúp người dân hiểu đúng về ý nghĩa nhân văn của việc hiến tạng không thể một sớm một chiều mà cần sự tham gia của cả cộng đồng. Hiện mạng lưới vận động hiến mô tạng đã được mở rộng không chỉ trong ngành y tế mà đã được các tổ chức người dân quan tâm. Tính trong 10 năm qua, trên cả nước mới chỉ có gần 170 người chết não hiến tạng thôi. Con số này phần nào cho thấy sự khó khăn trong công tác vận động hiến tạng. Như ở Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ chẳng hạn, Ban vận động hiến tạng được thành lập cách đây 10 năm, đúng vào thời điểm ca ghép thận từ người hiến đầu tiên được thực hiện ở đây. Tuy nhiên, phải đến đầu tháng 6 năm nay, 10 năm sau, bệnh viện này mới vận động được trường hợp đầu tiên hiến tạng từ người cho chết não. Happy birthday chú Diệp. Chúc mừng sinh nhật ông ngoại. Đây là sinh nhật lần thứ 59 của ông Quốc Bình cách đây ít lâu. Chỉ sau mai, con gái của ông đã tặng cho ông món quà sinh nhật là một chuyến du lịch. Nhưng dự định này đã không còn cơ hội thực hiện. Ông không may đã bị tai nạn. Ông hôn mê. Chảy máu não ở bên trong. Bố tôi cũng trong tình trạng nặng, thở oxy. Dù các bác sĩ đã hết lòng cứu chữa, nhưng tình trạng của ông quá nặng. Vào thời điểm bệnh nhân có dấu hiệu chết não, Ban vận động hiến tạng đã tìm đến thuyết phục gia đình. Từ lâu lắm rồi, thì tôi cũng đã xem và cũng đã từng là đi sâu vào cái vấn đề là hiến tạng cho y học người ta dùng làm nghiên cứu hoặc là cứu người thì đấy là một cái điều là rất là tốt. Thì trong tâm niệm của mình nó cứ in sâu như thế rồi. Cho nên khi mà gia đình nhà mình có cái trường hợp như thế xảy ra thì mình được tư vấn là mình đồng ý luôn, mình không có lăn tăn hay cái gì cả. Sau sự hy sinh ấy, thay vì được tôn vinh và thấu hiểu thì gia đình bà lại phải đối mặt với những lời dị nghị của bà con xóm giềng. Họ nói nhà bà bán thận của ông để kiếm tiền xây nhà. Cái lúc đấy em rất là bức xúc. Tại vì là cuối đời bố em làm được việc tốt, nhưng họ lại nghĩ theo chiều hướng khác. Bỏ ngoài tai những định kiến của xã hội, gia đình bà luôn cảm thấy rất tự hào vì trước khi ra đi, người cha, người chồng của mình đã có thể cứu sống hai sinh mệnh khác. Ông vẫn tồn tại đâu đó ngoài kia. Với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, dù thành công khi vận động được gia đình hiến tặng từ người cho chết não, thế nhưng mà vẫn có phần nào đó tiếc nuối bởi vì cũng chỉ lấy và ghép được có hai quả thận thôi. Thế mới thấy, tìm được người hiến đã khó rồi. Làm thế nào để có thể tận dụng tốt nhất mô tạng để ghép cho người cần cũng là điều trăn trở của các chuyên gia hiện nay. Sau khi nhận được sự đồng ý của gia đình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã lập tức tổ chức hội đồng chẩn đoán chết não và thực hiện 3 lần đánh giá để đưa ra kết luận về trường hợp chết não của bệnh nhân 59 tuổi. Theo đánh giá của hội đồng và các chuyên gia đến từ nhiều bệnh viện trên cả nước, bệnh nhân mắc viêm gan C nên chỉ có thể lấy được tim và hai quả thận. Bệnh viện nhanh chóng phối hợp với Trung tâm Điều phối Tạng Quốc gia tìm kiếm người ghép thích hợp từ nguồn dữ liệu trên cả nước. Khi có bệnh nhân hiến tạng thì chúng tôi sẽ tiến hành làm các xét nghiệm cần thiết để quyết định được cái việc ghép cho bệnh nhân hay không ạ. Sau đó thì chúng tôi sẽ gửi lên cái hệ thống, cái trục của Trung tâm Điều phối ghép tạng và như vậy thì xem xét để ghép được cái tạng đó theo dưới sự điều phối của Trung tâm Điều phối Tạng Ghép Tạng Quốc gia. Trong quy định của luật hiến mô tạng mà 2006 ấy, thứ nhất ấy là ưu tiên cho trẻ em. Trẻ em chúng ta hiểu là những người dưới 16 tuổi. Thứ hai là ưu tiên cho những người cấp cứu. Thứ ba là ưu tiên cho người trước đây đã từng hiến tạng. Thứ tư là ưu tiên cho ở trong các cơ sở y tế, nơi có bệnh nhân chết não hiến tạng. Và cái thứ năm là ưu tiên trong vị trí đầu tiên trong danh sách, tức là những người mà đăng ký trước. Theo dự kiến, ban đầu sẽ có 2 người được ghép thận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ và 1 người bệnh được ghép tim tại Bệnh viện Trung ương Huế. Tuy nhiên, các kết quả xét nghiệm sau cùng cho thấy không đáp ứng yêu cầu tương thích giữa người nhận và người hiến.
Cuối cùng, hai người bệnh suy thận tại Bệnh viện Trung ương Huế đủ điều kiện để nhận thận ghép. Nhưng quả tim của bệnh nhân 59 tuổi này đã không tìm được người ghép. Có một số trường hợp đồng ý nhận, nhưng mà khi biết tuổi người bệnh 59 tuổi thì họ từ chối. Thì đây là một điều đáng tiếc. Bây giờ trong giới y khoa chúng tôi khi mà về lĩnh vực ghép thì đều có một cái tiêu chí mà người ta nói về tuổi. Tức là đến nay là không có tuổi về giới hạn hiến. Tức là bất kỳ ai cũng có thể hiến. Vì sao? Vì là người ta có thể 100 tuổi, người ta có thể 90 tuổi. Nhưng khi đánh giá cái chức năng thận họ tốt thì cái thận đó vẫn có thể hiến cho một người khác. Hiện cả nước có hàng chục nghìn người đang chờ ghép tạng. Con số này vẫn tiếp tục gia tăng hàng ngày. Tuy nhiên trên cả nước mới chỉ có 16 bệnh viện có đơn vị vận động hiến tạng, mô tạng và 6 trên 26 bệnh viện ghép tạng đã thực hiện được chẩn đoán chết não để thực hiện các quy trình hiến tặng mô tạng. Theo các chuyên gia, đây là một trong những lý do khiến tỷ lệ hiến mô tạng từ người cho chết não tại Việt Nam còn thấp và không tăng trong hơn 10 năm qua. Ở nước ta hiện nay, trung bình chỉ có 0,15% ca hiến tạng từng cho chết não mà thôi. Trong khi đó, tỷ lệ này ở các nước châu Âu, ở Bắc Mỹ thì lên tới 50-60%. Hay như ở Thái Lan, chỉ trong năm 2022 vừa qua đã có hơn 500 ca ghép thận từ người cho chết não trong tổng số 700 ca ghép, bằng số lượng ca ghép tạng từ người cho chết não của Việt Nam trong cả 13 năm qua. Thay vì vùi nguồn sống vào lòng đất hay là hỏa táng đốt đi, người dân của nhiều nước đã quyết định dùng để cứu người. Mỗi bộ phận cơ thể của người được hiến là để một cuộc sống khác được hồi sinh. Điều ấy còn có ý nghĩa đối với cả gia đình người hiến tạng khi có thể nghe được tiếng đập của con tim, hơi thở hay ánh mắt của người thân để lại. Tòa án tối cao Nhật Bản đã ra phán quyết yêu cầu chính phủ nước này bồi thường thiệt hại cho những nguyên đơn bị buộc phải triệt sản trong những năm 1950 đến năm 1970 theo luật bảo vệ thuyết ưu sinh hiện đã hết hiệu lực. Đây là phán quyết đầu tiên của một tòa án cấp cao tại Nhật Bản về vấn đề này. Tòa án tối cao khẳng định rằng luật này là vi hiến. Trước đó, luật ưu sinh yêu cầu những người thiểu năng trí tuệ, mắc bệnh tâm thần hoặc là rối loạn di truyền phải triệt sản, ngay cả khi không có sự đồng ý của họ, nhằm tránh việc sinh ra những đứa con bị khuyết tật. Dữ liệu của chính phủ cho thấy khoảng là 25.000 người đã bị triệt sản theo luật này, trong đó thì có 16.000 người không đồng ý. Tuy nhiên, chính phủ cho rằng họ không thể yêu cầu bồi thường thiệt hại do đã hết thời gian giới hạn 20 năm mà nguyên đơn có quyền được khởi kiện. Thưa quý vị, độc thân và kiêu hãnh vẫn đang là cuộc sống của một YouTuber tại Hàn Quốc, mặc cho Hàn Quốc đã ban bố tỷ lệ sinh thấp là tình trạng khẩn cấp quốc gia và đổ hàng tỷ đô la vào việc khuyến khích người dân kết hôn và sinh con. Vậy nên, việc một YouTuber thúc đẩy lý tưởng ngược lại mà vẫn hạnh phúc và thành công là một câu chuyện đang gây tranh cãi tại xứ sở kim chỉ. Tại ngôi nhà yên bình ở vùng nông thôn Hàn Quốc, cô Shin Aromi tập yoga và ngủ bao lâu tùy thích. Thậm chí cô khuyến khích hơn 200.000 người theo dõi trên YouTube của cô không cảm thấy tội lỗi khi tận hưởng cuộc sống độc thân. Không kết hôn là thành tựu lớn nhất của tôi vì tôi chưa bao giờ lấy hôn nhân làm mục tiêu, ngay từ khi còn rất trẻ. Việc làm một người vợ đảm, một người mẹ đảm đang, lập gia đình chưa bao giờ là mục tiêu cuối cùng của cuộc đời tôi. Mục tiêu của cuộc đời tôi là kiếm ra tiền và tự do du lịch đến bất cứ nơi nào tôi muốn. Mọi người nói với Shin rằng phụ nữ không sinh con là một thảm họa, nhưng cô không nghĩ vậy. Khi tôi nghĩ về những mặt trái có thể có của việc không có con, thì chẳng thấy có gì cả. Thảm họa thực sự là khi chiến tranh nổ ra. Chứ cuộc sống của tôi ổn kể cả khi không có con. Xin đã viết về niềm vui mà cô tìm thấy khi từ bỏ những kỳ vọng của xã hội và sống cuộc sống một mình. Cuốn sách cô viết về cuộc sống một mình rất tốt đã trở thành một tác phẩm ăn khách bất ngờ, nhanh chóng đứng đầu bảng xếp hạng sách bán chạy nhất ở Hàn Quốc, với sự hưởng ứng nhiệt tình không chỉ từ những phụ nữ độc thân ở độ tuổi 30, mà còn từ thế hệ trước. Cô say mê viết trong cuốn sách về việc có quyền tự do lười biếng như mình muốn và không bị chỉ trích vì điều đó. Các chuyên gia cho rằng nhiều thanh niên Hàn Quốc từ chối kết hôn và có con, một phần vì lý do kinh tế. Nhưng ngoài ra, Hàn Quốc cũng vẫn còn bảo thủ về mặt xã hội, việc làm cha mẹ đơn thân bị phản đối. Phụ nữ đã kết hôn thường phải bỏ việc dành thời gian làm việc ở nhà và chăm sóc con. Cuộc sống trước đây của Shin ở Seoul thật khốn khổ vì phải chịu đựng việc đi làm mệt mỏi, căng thẳng và bị ngược đãi. Còn hiện nay cô cho biết một video trên YouTube kiếm được gấp 5 lần số tiền cô từng kiếm được hàng tháng khi làm công ăn lương ở Seoul.
Những người đã lập gia đình thường nâng ảnh con cái và chia sẻ những hình ảnh hạnh phúc về cuộc sống hôn nhân của họ. Không ai chỉ trích điều đó cả. Nhưng khi tôi nói mình hạnh phúc thì một số người kịch liệt phản đối. Họ dường như nghĩ là không thể nào có chuyện đó được. Theo Sin, những người sống một mình cũng hướng tới hạnh phúc và điều này cần được tôn trọng. Một loại chân giả điều khiển bằng suy nghĩ mới đang giúp những người cụt chân có thể đi lại và di chuyển tự nhiên hơn. Các nhà nghiên cứu đã sử dụng một thủ thuật phẫu thuật tiên tiến cho phép não kết nối với bộ phận chân giả theo cách mô phỏng chuyển động tự nhiên. Chân giả truyền thông tin từ cơ của bệnh nhân đến hệ thần kinh, giúp bệnh nhân có chuyển động tự nhiên hơn. Các bệnh nhân được phẫu thuật theo phương pháp này được nhận định là có thể đi nhanh hơn, tránh chướng ngại vật và leo cầu thang một cách tự nhiên hơn. Họ cũng ít chịu đau đớn hơn và ít bị đau cơ hơn sau phẫu thuật. Đảng Lao động Anh đã chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Quốc hội Anh diễn ra ngày hôm nay và sẽ lên nắm quyền tại Vương quốc Anh sau 14 năm ở vị thế đảng đối lập. Nhóm phóng viên truyền hình Việt Nam từ châu Âu sẽ thông tin thêm chi tiết. Công đảng Anh đã giành được gần 2/3 tổng số ghế trong Quốc hội Anh. Kết quả bầu cử ngày hôm qua đưa công đảng trở lại nắm quyền tại nước Anh và ông Keir Starmer, chủ tịch công đảng, trở thành thủ tướng Vương quốc Anh. Ông Keir Starmer năm nay 61 tuổi, là luật sư, xuất thân trong một gia đình lao động, bố là công nhân và mẹ là y tá. Ông bắt đầu sự nghiệp chính trị từ năm 2015 và trở thành lãnh đạo công đảng từ 4 năm nay. Công đảng đã thuyết phục được cử tri Anh nhờ cam kết không tăng thuế, quản trị ngân sách công chặt chẽ, ưu tiên cải thiện dịch vụ công mà trọng tâm là hệ thống y tế và giáo dục. Cương lĩnh tranh cử của công đảng nhấn mạnh đầu tư vào công nghệ xanh, cải cách quyền lợi của người lao động và tăng mức độ hợp tác với Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, ông Keir Starmer cũng đã thẳng thắn khi cho rằng đảng nào lãnh đạo nước Anh trong lúc này cũng khó có thể nhanh chóng giải quyết các vấn đề. Ngày hôm nay, ông Keir Starmer yết kiến vua Charles Đệ Tam để được bổ nhiệm làm thủ tướng và nhận nhiệm vụ thành lập chính phủ mới. Lê Hồng Quang, phóng viên truyền hình Việt Nam từ châu Âu. Sáng nay, Trung Quốc đã phóng thành công nhóm vệ tinh Thiên Hội 502 từ Trung tâm Phóng vệ tinh Thái Nguyên ở tỉnh Sơn Tây, miền Bắc của nước này. Nhóm vệ tinh trên được phóng bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 6 vào lúc 6 giờ 49 phút theo giờ địa phương và đã đi vào quỹ đạo như kế hoạch. Nhóm vệ tinh Thiên Hội 502 sẽ được sử dụng để lập bản đồ địa lý, khảo sát tài nguyên đất và nghiên cứu thử nghiệm khoa học cùng các nhiệm vụ khác. Đây là nhiệm vụ thứ 527 của loạt tên lửa đẩy Trường Chinh. Ở nước Đức những ngày này thì những chuyến tàu ngược xuôi đưa các cổ động viên đến những địa điểm thi đấu của vòng tứ kết. Nước Đức vốn rất tự hào vì có hệ thống tàu điện hiện đại hàng đầu châu Âu. Những chuyến tàu luôn đúng giờ. Thế nhưng tình hình đã rất khác khi mà Euro khởi tranh ở đây. Sau đây là ghi nhận của nhóm viên VTV tác nghiệp tại nước Đức. Hệ thống đường sắt Đức đã hoạt động hết công suất nhưng tình trạng ồn ứ vẫn không tránh khỏi. Tất cả là bởi lực lượng cổ động viên đổ về cùng lúc quá đông, đặc biệt là thời gian diễn ra vòng bảng. Và nghiêm trọng nhất là các tuyến đường sắt ở khu vực miền Tây, nơi có nhiều trận đấu được tổ chức nhất. Nhật báo Bild số ra ngày 2 tháng 7 đã có bài viết về vấn đề này với tiêu đề là thảm họa toàn diện trên đường sắt. Tác giả bài viết này nói rằng nước Đức đang không đúng giờ hơn bao giờ hết. Trong tháng 6, công ty đường sắt Đức đã chứng kiến sự sụt giảm đáng kể về sự đúng giờ. Cứ mỗi giây lại có một chuyến tàu đường dài đến ga muộn. Cụ thể, chỉ có 52,5% số chuyến tàu đường dài đến đúng giờ. Để so sánh thì vào tháng 1, 63% số tàu đến đúng giờ. Bài báo viết thêm, không một tuần nào trôi qua mà không có tin xấu về đường ray hoặc là tàu bị hỏng. Công ty đường sắt Đức thậm chí còn thất bại khi nói đến việc nhà vệ sinh và thang cuốn lên ga tàu cũng luôn gặp vấn đề. Và kết luận, tác giả cho rằng mạng lưới đường sắt và giao thông đường sắt cần phải được tổ chức lại. Nhóm phóng viên Tiến Dũng Anh Quân tác nghiệp tại Đức. Thành phố Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông là vùng trồng vải lớn nhất nhì Trung Quốc và cũng là vựa vải của thế giới. Không chỉ có hơn 40 giống vải mà khu vực này còn bảo tồn được những vườn vải cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Mời quý vị hãy cùng tìm hiểu với phóng viên truyền hình Việt Nam. Một cây vải cổ thụ 600 năm được đặt tên là Quan Âm Nghìn Tai. Cây được yêu thích vì tuổi đời không còn trẻ, nhưng cành lá xum xuê, sung mãn. Cổng viên vườn vải cổ thụ lớn nhất và được bảo tồn khá nguyên vẹn nhất ở Mậu Danh. Cây vải cổ thụ Tiên Nữ Rắc Hoa vừa được chọn bán đấu giá, thu được gần 1 triệu 400 ngàn nhân dân tệ, khoảng 5 tỷ đồng. Doanh nghiệp trúng đấu giá được thu hoạch cây vải một năm
và dùng để quảng bá thương hiệu cho doanh nghiệp mình. Nhìn thấy rất nhiều cây vải cổ thụ, thân xù xì, già cỗi, rồi cây đầy trái, tôi thấy rất ngạc nhiên và thú vị. Công viên bảo tồn được 9 cây vải trên 1.000 năm tuổi, 39 cây trên 500 tuổi. Tùy theo thể trạng của từng cây mà có chế độ chăm sóc riêng. Lịch sử lâu đời với nhiều câu chuyện được thi vị hóa, nên nơi đây càng thu hút nhiều du khách đến tham quan. Mình phải dùng biện pháp khoa học và kỹ thuật, rồi dùng kinh nghiệm, rồi truyền dinh dưỡng cho từng cây vải cổ thụ. Du khách đến ngày càng đông, chúng tôi phải dùng giải pháp không cho du khách đến gần cây, vì đến gần quá thì dễ cây bị ảnh hưởng. Cùng với công viên, các bảo tàng vải, các khu du lịch văn hóa vải, mỗi năm thu hút hơn 2 triệu du khách đến mậu danh. Mậu danh bảo tồn hơn 350 cây vải trên ngàn năm tuổi và hơn 1.000 cây trên 500 năm tuổi. Từ những cây vải cổ thụ này đã lai tạo ra hơn 40 giống vải. Vải đã trở thành một ngành công nghiệp mũi nhọn. Mỗi năm địa phương sẽ chọn một cây vải cổ thụ đặc biệt để mang đi đấu giá, thu lại hàng triệu tệ. Còn người nông dân trồng vải nơi đây có một nguồn thu nhập đáng kể từ làm du lịch. Thái Bình, phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam, đưa tin từ tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.